Trân trọng kính chào quý khán thính giả đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 29 tháng 6 năm 2023. Chương trình tin tức ngày hôm nay sẽ do Lương Mỹ Linh và Lương Minh Châu phụ trách. Ngay bây giờ, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng theo dõi những phần tin chi tiết. Mở đầu là phần tin thế giới, thưa quý vị, bản tin đầu tiên đến từ nước Pháp. Cảnh sát Pháp đang gây phẫn nộ bởi vì đã bắn chết một thiếu niên vi phạm giao thông. Một thiếu niên 17 tuổi gốc Bắc Phi có tên là Nahel đã bị cảnh sát bắn chết khi lái xe chạy ra khỏi chốt giao thông ở ngoại ô Paris, gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận của Pháp. Công tố viên cho hay Nahel đang lái xe ở Nanterre, ngoại ô phía tây của Paris vào sáng sớm ngày 27 tháng 6 thì bị cảnh sát chặn lại do vi phạm giao thông. Video trên mạng xã hội cho thấy hai sĩ quan đã chặn chiếc xe màu vàng ở trên đường phố, trong đó một người rút súng chĩa vào tài xế. Khi thiếu niên rồ ga bỏ chạy, cảnh sát này đã nổ súng. Chiếc xe chạy thêm được vài chục mét trước khi đâm vào lề đường. Nahen được cấp cứu ở tại hiện trường nhưng không qua khỏi. Phòng công tố Nanterre cho hay cảnh sát nổ súng đã bị bắt với cáo buộc giết người. Sĩ quan còn lại cũng đang bị thẩm vấn. Bộ trưởng Nội vụ Pháp ông Gérald Darmanin đã thừa nhận video được chia sẻ trên mạng xã hội đã gây sốc, nhưng kêu gọi tôn trọng nỗi đau của gia đình người đã mất và nguyên tắc suy đoán vô tội về hai cảnh sát. Cảnh sát trưởng của Paris là Laurent Nunez thừa nhận là hành động của nhân viên cảnh sát đã đặt ra nhiều câu hỏi, mặc dù cho rằng có khả năng người sĩ quan nổ súng vì cảm thấy ông bị đe dọa. Yassine Bourouz, luật sư của gia đình nạn nhân, tuyên bố trong lúc đang chờ đợi kết luận điều tra. Những hình ảnh ở trên mạng cho thấy cảnh sát giết một thanh niên theo cách máu lạnh. Phát biểu trong ngày hôm sau, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng không thể biện minh cho hành vi bắn chết thiếu niên vi phạm giao thông của cảnh sát và gửi lời chia buồn đến gia đình của nạn nhân. Hãng tin AFP nhận định đây là một trong những lần hiếm hoi mà ông Macron chỉ trích lực lượng thực thi pháp luật của nước Pháp. Nga nói Mỹ khiến thế giới quay lưng với đồng bạc xanh. Đại diện của Nga tại Quỹ tiền tệ quốc tế Alexei Mozin cho rằng chính Mỹ khiến nhiều quốc gia từ bỏ sử dụng đồng Mỹ kim trong thương mại. Theo ông Mozin, nhiều quốc gia đang thúc đẩy việc sử dụng các loại tiền tệ thay thế Mỹ kim trong các giao dịch xuyên biên giới, đặc biệt là đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Ông này cho rằng sự thống trị lâu dài của đồng bạc xanh trong nền kinh tế toàn cầu thiếu tính cạnh tranh vì đồng Mỹ kim chiếm hầu hết các giao dịch quốc tế và tiền gửi trên toàn thế giới. Ông kết luận Mỹ sử dụng đồng Mỹ kim vì mục đích lợi ích quốc gia và các nghĩa vụ kinh tế, tài chính của một quốc gia. Do đó, việc đồng Mỹ kim được sử dụng rộng rãi ở những nơi khác là sai trái. Nga đã tích cực thay thế đồng Mỹ kim và đồng euro bằng các loại tiền tệ khác trong thanh toán nước ngoài vào năm ngoái, đồng thời giảm đáng kể số lượng tài khoản ngân hàng và giao dịch giữa các công ty, tổ chức tài chính liên quan đến tiền tệ của phương Tây. Theo Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Vladimir Ilyichev, tỷ trọng của đồng Mỹ kim và đồng euro trong các khoản thanh toán quốc tế của Nga đã giảm từ 90% vào đầu năm 2022 xuống dưới 50% vào cuối năm ngoái và xu hướng này sẽ tiếp tục. Tổng thống Belarus là Lukashenko xác nhận chùm lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin hiện nay đang ở Belarus sau khi đạt được thỏa thuận để rời Nga và không bị truy tố vì hành vi nổi loạn. Ông ta nói rằng tôi đã thấy Prigozhin đang ở trên máy bay, đúng là ông ấy đang thật sự ở Belarus trong ngày hôm nay. Đó là lời của Lukashenko cho biết trong cuộc họp với các sĩ quan của Belarus vào ngày hôm qua. Trước đó, ông Lukashenko cho biết Belarus sẽ hưởng lợi từ kinh nghiệm chiến đấu của Wagner. Họ từng trải, họ sẽ giúp xác định vũ khí nào hiệu quả và các chiến thuật cũng như vũ khí, cách tấn công, phòng thủ, tất cả những điều này đều vô giá. Ông Lukashenko cho biết tại cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng. Lãnh đạo của Belarus khẳng định không xây doanh trại cho Wagner, nhưng sẽ cung cấp chỗ ở nếu như họ muốn và đã đề nghị mở một căn cứ quân sự bỏ hoang. Belarus cũng không có ý định để cho Wagner mở trung tâm tuyển mộ ở nước này. Ông Lukashenko là một trong những người góp phần giúp ổn định tình hình tại Nga, sau khi ông Prigozhin dẫn theo đến hàng ngàn tay súng từ chiến trường của Ukraine về nước Nga để đòi công lý. Ông cùng với các viên chức của Nga đã đàm phán với ông trùm của Wagner để thiết lập một thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Theo đó, Prigozhin sẽ tới Belarus và Điện Cẩm Linh không truy tố Prigozhin cùng với các thành viên của tập đoàn Wagner nổi loạn. Các tay súng có thể đi theo ông chủ hoặc là ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng của Nga. Mỹ viện trợ thêm 500 triệu Mỹ kim cho Ukraine.
Ngũ giác đài ngày 28 tháng 6 thông báo gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 500 triệu Mỹ Kim. Gói viện trợ bao gồm các phương tiện trên bộ như 30 thiết giáp Bradley, 25 xe bọc thép chở quân Skyranger và đạn dược cho pháo phản lực HIMARS, hệ thống phòng không Patriot và các vũ khí hạng nhẹ và lựu đạn. Gói viện trợ góp phần hỗ trợ Ukraine trong chiến dịch phản công, tăng cường năng lực phòng không giúp Kyiv bảo vệ những người dân và đẩy lùi Nga, theo Ngũ giác đài cho biết. Tôi chân thành biết ơn vì gói hỗ trợ phòng thủ 500 triệu Mỹ Kim, thêm thiết giáp Bradley, Stryker, đạn dược cho HIMARS, Patriot và Stinger sẽ giúp tăng cường sức mạnh, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên Twitter. Đây là gói viện trợ thứ 41 mà Mỹ dành cho Ukraine theo quyền điều chỉnh nguồn lực Tổng thống. Đạo luật cho phép chính phủ Mỹ linh động chuyển giao một số nguồn lực và thiết bị quốc phòng tồn kho cho đối tác trong tình huống khẩn cấp mà không cần chờ quốc hội bật đèn xanh. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Mỹ đã viện trợ quân sự hơn 40 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xây dựng nhà máy sản xuất máy bay không người lái ở tại Ukraine. Công ty sản xuất và phát triển máy bay không người lái mang tên là BAIK của Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay đang có kế hoạch mở nhà máy ở tại Ukraine vào năm 2025. Cơ sở mới sẽ sản xuất dòng máy bay không người lái Bayraktar BTB số 2 và Akinci. Theo Aviadapro, vào năm 2019, BAIK thành lập công ty con đó là Avia Ventures để thực hiện dự án này. Theo truyền thông của Thổ Nhĩ Kỳ, công việc đang được tiến hành ở Ukraine để xây dựng nhà máy mới dưới sự bảo trợ của Avia Ventures. Giám đốc điều hành của BAIK là ông Haluk Bayraka cho biết, Avia Ventures được ghi danh ở tại Kyiv vào năm 2019 và đã nhận được giấy phép nhập cảng cũng như là xuất cảng vũ khí quân sự vào đầu năm ngoái. Tổng vốn đầu tư dự kiến cho việc xây dựng nhà máy mới là 95.5 triệu Mỹ Kim. Theo lời của ông Bayraka, những khoản đầu tư này là một phần ở trong kế hoạch dài hạn của công ty để nhằm nội địa hóa việc sản xuất máy bay không người lái ở Ukraine, cũng như là tạo ra một trung tâm công nghệ cao để phát triển và sản xuất máy bay không người lái. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo COVID-19 chưa biến mất và vẫn khiến khoảng 1.000 người ở châu Âu tử vong mỗi tuần. Mặc dù không còn là vấn đề khẩn cấp y tế toàn cầu, nhưng COVID vẫn chưa biến mất. Giám đốc WHO phụ trách khu vực châu Âu Hans Kluge ngày 27 tháng 6 cho biết. Ông nói thêm gần 1.000 ca tử vong do COVID mỗi tuần ở khu vực này. Con số thực tế có thể cao hơn bởi nhiều nước không còn báo cáo số liệu cho WHO. Do vậy, ông khuyến cáo các nước nên bảo đảm độ phủ vaccine COVID ít nhất 70% cho những nhóm dễ bị tổn thương. Theo ước tính của WHO, khoảng 36 triệu người ở khu vực châu Âu ghi nhận triệu chứng COVID kéo dài trong 3 năm qua. Nếu chúng ta không phát triển các phương pháp chẩn đoán và điều trị toàn diện cho COVID kéo dài, chúng ta sẽ không bao giờ thực sự phục hồi sau đại dịch, ông Kluge cảnh báo. COVID kéo dài là thuật ngữ được sử dụng để mô tả các triệu chứng kéo dài sau giai đoạn cấp tính của bệnh, kéo dài 4 tuần hoặc sau đó xuất hiện trở lại. Thưa quý vị, theo Hiệp hội Quốc tế của các nhà điều hành tour du lịch Nam Cực cho biết, trong giai đoạn từ năm ngoái đến năm nay, Nam Cực ghi nhận lượng khách ghé thăm kỷ lục với 105.331 người. Vào đầu mùa hè năm nay, có khoảng hơn 32.000 người đã đến Nam Cực bằng du thuyền và 71.000 lượt khách du lịch đã rời bến. Các chuyên gia dự báo lượng khách đang trên đà gia tăng trong thời gian tới. Du khách đến đây chi tiêu trung bình là khoảng 12.700 Mỹ Kim cho mỗi chuyến đi. Một số người đến là vì mục đích nghiên cứu khoa học, số còn lại là khách du lịch đến để leo núi băng, trượt tuyết, ngắm cảnh bằng trực thăng. Du lịch Nam Cực được nhận định là dành cho những người dư giả về tài chính. Trong số những du khách đặt chân đến lục địa này vào đầu mùa hè vừa qua, có hơn một nửa đến từ Mỹ, tiếp theo là Úc, Đức và Anh Quốc. Tuy nhiên, tiến sĩ Daniela Lidget là chuyên gia nghiên cứu về quản lý du lịch ở Nam Cực cho biết, tác động của sự gia tăng khách du lịch đến môi trường của Nam Cực là rất lớn. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra tuyết ở tại những địa điểm đông khách du lịch có nồng độ carbon đen cao hơn do khí thải của tàu. Điều này dẫn đến gia tăng tốc độ của băng tan chảy. Ước tính từ năm 2016 đến 2020, lượng du khách đã gia tăng, gây ra tác động không nhỏ, làm tan chảy khoảng 75 tấn tuyết ở Nam Cực. Khả năng xuất hiện sinh vật ngoại lai cùng với khách du lịch đến Nam Cực cũng là một mối lo ngại của các nhà khoa học. Và đó là những phần tin thế giới thưa quý vị. Sau một vài thông tin thương mại, xin mời quý vị theo dõi các bản tin Hoa Kỳ.